Xin chào các bạn đang xem thông tin thị trường ô tô xe máy Việt Nam trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. VinFast công bố giá bán ô tô điện VF3 giá chỉ từ 235 triệu đồng. VinFast vừa công bố giá bán mẫu xe ô tô điện mang phong cách SUV VF3 giá từ 240 triệu đồng đối với phiên bản chưa thuê pin. Nếu mua kèm pin, giá sẽ cao hơn 82 triệu đồng, tức là 322 triệu đồng. Hãng xe này cho biết thời gian nhận đặt cọc bắt đầu từ 13 tháng 5 tới. Đáng chú ý, trong 3 ngày, từ 13 đến 15 tháng 5, VinFast VF3 sẽ giảm 5 triệu đồng áp dụng, giá bán ưu đãi 235 triệu đồng và 315 triệu đồng cho hai phiên bản, đồng thời miễn phí chọn các màu thuộc màu nâng cao gồm vàng, hồng tím, xanh lá nhạt, xanh dương nhạt, hồng phấn. Sau thời gian này, nếu khách hàng chọn màu nâng cao sẽ phải chi thêm 8 triệu đồng. Nếu muốn đặt màu tùy theo sở thích, giá mua phải trả thêm là 15 triệu đồng. Với VF3, khách hàng có thể thuê pin theo tháng với chi phí 900.000 đồng cho quãng đường di chuyển dưới 1.500 km, 1,2 triệu đồng cho quãng đường di chuyển 1.500-2.500 km và 2 triệu đồng một tháng cho quãng đường di chuyển trên 2.500 km. VinFast VF3 là mẫu xe điện nhỏ nhất của thương hiệu Việt với kích thước lần lượt là 3.190, 1.679 và 1.622mm, chiều dài cơ sở 2.075mm, khoảng sáng gầm xe lên tới 191mm. Xe được trang bị một động cơ điện đặt ở bánh sau, sản sinh 43 mã lực và 110 Nm mô-men xoắn, cao hơn Wuling Mini EV 26,82 mã lực và 85 Nm. Hệ thống sạc nhanh DC giúp cho xe nạp năng lượng cho khối pin có dung lượng 18 kWh với thời gian sạc từ 10 cho đến 70% chỉ trong 36 phút. Ngoài ra, phạm vi di chuyển trong một lần sạc đầy dự kiến sẽ khoảng 205 cho đến 210 km. VinFast VF3 có nhiều khả năng, chỉ có những tính năng cơ bản và cần thiết như màn hình giải trí cảm ứng kết hợp thông tin xe có kích thước 10 inch, cần số điện tử, kính cửa sổ điều khiển điện, mâm sắt 16 inch. Một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc VinFast VF3 kèm lời hứa hẹn giao xe trong quý 3 hoặc là sớm hơn. Toyota Corolla Cross 2024 lên kệ thị trường Việt. Ngày 6 tháng 5, Toyota ra mắt Corolla Cross phiên bản nâng cấp 2024 tại thị trường Việt Nam. Đây là phiên bản nâng cấp đầu tiên sau 3 năm bán ra toàn cầu của mẫu SUV đô thị này. Tại Việt Nam, Toyota Corolla Cross 2024 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với hai phiên bản 1.8V xăng và 1.8HEV Hybrid. Bản máy xăng 1.8V lắp động cơ 1,8 lít 4 xi lanh thẳng hàng, công suất 138 mã lực, mô men xoắn cực đại 172 nanomet. Bản Hybrid 1.8HEV gồm động cơ xăng 1.8, công suất 97 mã lực, mô men xoắn cực đại 142 nanomet, kết hợp với một motor điện công suất 71 mã lực, mô men xoắn 163 nanomet. Theo công bố của Toyota, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp với bản 1.8V là 7,55 lít trên 100 km và 1.8HEV là 3,67 lít trên 100 km. Cả hai phiên bản đều sử dụng hộp số vô cấp CVT, dẫn động cầu trước. Về thiết kế tổng thể, Corolla Cross 2024 được trang bị lưới tản nhiệt với thiết kế dạng tổ ong, cụm đèn LED mới với tên gọi Crytolide, tích hợp đèn báo rẽ dạng dòng chảy. Corolla Cross phiên bản nâng cấp 2024 có tùy chọn nội thất đen hoặc đỏ với đường chỉ khâu thực tế trên ghế da. Màn hình hiển thị đa thông tin kích thước 12.3 inch trên cả hai phiên bản, màn hình giải trí 10.1 inch kết nối điện thoại thông minh không dây phiên bản Hybrid, cổng sạc USB Type-C, phanh đũa điện tử và giữ phanh tự động cũng là những tiện nghi mới trên Corolla Cross 2024. Phiên bản nâng cấp Toyota Corolla Cross 2024, loạt ô tô mới sắp ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 5. Trong những ngày tháng 5 tới, hàng loạt mẫu ô tô mới sẽ được lên sóng và đến tay khách hàng tại thị trường Việt Nam, đa số vẫn là những mẫu xe Hybrid gầm cao. Dưới đây là một số mẫu ô tô mới đáng chú ý sẽ được ra mắt trong tháng 5 này. Toyota Corolla Cross 2024. Theo thông báo từ Toyota Việt Nam, mẫu xe Corolla Cross 2024 sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 6 tháng 5. Tuy nhiên, đây chỉ là bản facelift với một vài nâng cấp nhỏ chứ không phải là thế hệ mới. Đáng chú ý, Toyota Corolla Cross mới sắp mở bán sẽ chỉ còn hai phiên bản là V, động cơ xăng 1.8 lít và học viên Hybrid, chứ không còn bản G như trước đây. Giá bán của mẫu xe này đã được Toyota Việt Nam công bố lần lượt là 820 triệu, với bản V và bản Hybrid là 905 triệu đồng, rẻ hơn phiên bản cũ từ 40 đến 50 triệu đồng. Những thay đổi về ngoại thất của Toyota Corolla Cross 2024 nằm ở phần mặt trước với thiết kế bộ lưới tản nhiệt và la răng mới. Về trang bị, Toyota Corolla Cross phiên bản mới được trang bị nhiều tính năng mới đáng chú ý như phanh tay điện tử, sạc không dây và màn hình cảm ứng giải trí lớn hơn. Năm 2023, Toyota Việt Nam bán ra được tổng cộng 10.485 chiếc Corolla Cross, đứng thứ hai trong số các mẫu xe của Toyota sau Vios với 13.521
trước và vẫn là mẫu xe chiến lược của hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam, Toyota Hilux 2024. Ngoài Corolla Cross, phiên bản mới, Toyota Việt Nam cũng lên kế hoạch cho việc sớm mở bán thêm hai phiên bản hai cầu của mẫu bán tải Hilux là 4x4MT, 2.4 lít với những trang bị cơ bản và phiên bản cao cấp nhất Hilux Adventure 2.8 4x4AT. Xe sẽ vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mức giá của Toyota Hilux được các đại lý thông tin trong khoảng từ gần 700 triệu đến hơn 900 triệu đồng. Trước đó, năm 2023, mẫu bán tải này chỉ được nhập khẩu về Việt Nam duy nhất phiên bản số tự động 1 cầu 4x2AT. Sử dụng động cơ 2.4 lít dẫn động cầu sau với giá niêm yết 852 triệu đồng. Ngoại thất của xe Toyota Hilux 2024 được làm mới với nhiều đường nét vuông vức, khỏe khoắn. Trong khi đó, khoang nội thất cũng có sẵn nhiều trang bị tiện ích với màn hình giải trí cỡ lớn, camera 360, điều hòa tự động hai vùng. Năm 2023, mẫu bán tải của Toyota chỉ bán được vỏn vẹn 134 chiếc, xếp vị trí cuối cùng trong nhóm xe bán tải, đồng thời nằm trong top 10 bán chậm nhất năm tại thị trường Việt. Mitsubishi Triton 2024. Mẫu bán tải khác cũng có thể sớm được ra mắt là Mitsubishi Triton. Đây là mẫu xe thế hệ mới và thực tế đã được bắt gặp chạy thử ở một số địa điểm tại Hà Nội, báo hiệu ngày ra mắt mẫu bán tải này không còn xa. Dù chưa có xác nhận chính thức từ phía Mitsubishi Motor Việt Nam, song theo một số nguồn tin, Triton 2024 sẽ được ra mắt ngay trong tháng 5, vẫn dưới dạng nhập khẩu từ Thái Lan. So với phiên bản hiện tại, Mitsubishi Triton 2024 được thiết kế mới với kiểu dáng vuông vức, thể thao và hầm hố hơn. Mẫu bán tải này được trang bị động cơ diesel tăng áp dung tích 2.4 lít hoàn toàn mới, sản sinh công suất 204 mã lực và 470 nm mô men xoắn, đi kèm với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Hệ dẫn động gồm một cầu hoặc hai cầu. Mitsubishi Triton hiện tại có 3 phiên bản giá từ 650 đến 905 triệu đồng. Với sự ra mắt của thế hệ mới, nhiều người cho rằng Triton sẽ tiếp tục duy trì vững chắc vị trí thứ hai trong phân khúc xe bán tải tại Việt Nam. Năm 2023, mẫu xe này bán được 2.572 chiếc tại Việt Nam, vẫn xếp sau vua bán tải Ford Ranger, Haval Julion. Theo một số nguồn tin, mẫu xe nhập khẩu từ Trung Quốc là Haval Julion cũng sẽ được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 5 và có thể đến tay khách hàng trong khoảng quý 3 năm nay. Thực tế, nhiều đại lý hiện đã nhận cọc với mức giá tạm tính khoảng 700 triệu đồng. Nhập mâm ở phân khúc BSUV, Haval Julion sẽ là đối thủ cạnh tranh mới của Mitsubishi XF Odyssey, Hyundai Creta, Toyota Yaris Cross, Kia Seltos, Honda HR-V giống như người đàn anh Haval H6. Julion cũng được trang bị khối động cơ hybrid có sức mạnh 190 mã lực và mô men xoắn cực đại 375 nm. Những trang bị nổi bật trên mẫu xe Haval Julion như màn hình giải trí 10 inch bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, ghế da chỉnh điện, cần số điện tử và đáng chú ý là gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS gồm hệ thống liên lạc khẩn cấp, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chống bùn hù, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ đổ đèo, phanh tự động khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh đỗ điện tử có tự động giữ phanh, 6 túi khí. Trước đó, trong tháng 4 vừa qua, đã có rất nhiều mẫu xe mới ra mắt thị trường Việt Nam và đa số cũng là dòng xe gầm cao. Có thể điểm tên như Hyundai Stargazer X, Suzuki Jimny, Kia Seltos 2024, Ford Ranger Stormtrooper, Ford Everest Platinum 2024. Cảm ơn các bạn đã xem video. Rất mong các bạn hỗ trợ kênh bằng cách bấm đăng ký kênh, bật chuông nhỏ ở bên cạnh để nhận các clip mới hàng ngày. Bấm like và comment ở bên dưới video. Chúc các bạn lái xe an toàn và luôn gặp mọi điều may mắn trong mỗi hành trình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới.